mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. Giọt Sương. Dạ. Anh có chuyện này muốn hỏi em nè. Dạ anh hỏi đi. Như vậy, ngày hôm qua có một bạn cỏ non ở gần nhà hỏi anh một câu mà anh bị đơ luôn. Không biết phải giải thích cho bạn đó làm sao để hiểu luôn nè. Ừ. Rối ghê luôn á. Ý dạ, câu hỏi gì mà khó vậy? Có thể khiến anh đâm đóm phải sấn lên như vậy ta? Ồ, bạn đó hỏi là ba ngôi Đức Chúa Trời là gì? Là một vị hay là ba vị thần? Bạn đó thấy khó hiểu quá chừng. Xong cái hỏi anh, mà anh giải thích xong thì bạn cũng không hiểu gì luôn. Rồi hai đứa đứng đơ luôn. Dạ, cái câu hỏi này đúng là dành cho học sinh giỏi, ham học lời Chúa mới biết nè. Giải thích sao ta? À, em nhớ rồi. Anh năm đó cũng giống với một bạn nhỏ này nè. Và bạn ấy đã tìm được câu trả lời cho riêng mình đó. Ồ, vậy hả? Ừ. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm hiểu xem. Các em hãy chú ý lắng nghe cùng với anh Đom Đóm để tìm ra câu trả lời nha. Vào một buổi chiều, Quân hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba ngôi Đức Chúa Trời nghĩa là gì dạ? Con thấy các mục sư đã đề cập tới vấn đề này ở lúc sáng đó mẹ. Nó có nghĩa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh là ba người, nhưng họ là một. Từ ba ngôi không được dùng trong Kinh Thánh, nhưng ở vài nơi có một số ý nói về Đức Chúa Trời trong ba vị. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy. Có tiếng chuông reo lên. Đó là dì của con, đến để trả mẹ vài thứ đã mượn. Quân nắm lấy một quyển sách và đọc trong khi mẹ và dì đang nói chuyện trong nhà bếp. Dì vừa rời đi thì bố vội vã đi vào phòng. Em yêu, em có thấy cái áo khoác đen của anh ở đâu không? Em nghĩ mình đã thấy nó đâu đó gần đây. Một lát sau, mẹ trở lại phòng và lấy quyển Kinh Thánh. Giờ chúng ta hãy cùng tìm xem liệu mẹ có thể nhìn thấy một số câu thơ và nghĩ ra ví dụ giúp con hiểu được ba ngôi không nhé. Quân mỉm cười. Ừ, con đã chợt nghĩ ra một ví dụ nè, là mẹ đó. Mẹ ư? Dạ. Mẹ chỉ là một người nè, nhưng mẹ là chị của dì Nga nè, là vợ của ba nè, còn là mẹ của con nữa. Là chị, là vợ, rồi còn là mẹ nữa. Mẹ làm mọi việc khác nhau cho tất cả ba người luôn, nhưng mà mẹ vẫn chỉ là mẹ của con. Ba ngôi không chỉ là một người, mà là những điều khác nhau đối với những người khác nhau. Cha, con và Chúa Thánh Linh là những người khác biệt, nhưng vẫn là một Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Điều quan trọng để chúng ta nhớ là mặc dù chúng ta không thể hiểu mọi thứ về Ngài, nhưng Ngài biết mọi thứ về chúng ta. Ngài yêu nên Ngài đã sai con của Ngài là Chúa Giê-xu đến để cứu vớt con và mẹ ra khỏi tội lỗi. Chúa sống trong lòng chúng ta để chúng ta có thể ở với Ngài mãi mãi. Ồ, bây giờ thì anh đã hiểu rồi nè. Đúng là để hiểu về Chúa của chúng ta thì không phải dễ dàng chút nào hết á. Vì Chúa chúng ta quá lạ lùng và Ngài cũng quá quyền năng luôn. Đúng rồi đó anh Đom Đóm, Thượng Đế thì vĩ đại hơn chúng ta nhiều. Vì vậy đừng có lo lắng nếu chúng ta không hoàn toàn hiểu về Ngài, nhưng hãy luôn học hỏi tất cả những gì chúng ta có thể về chính Chúa. Và các em cũng phải nhớ rằng điều quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh nói về Chúa là Ngài yêu thương và chết thay tội lỗi của chúng ta. Ngài ở luôn bên cạnh các em đó, các em nhớ chưa nè? Và câu Kinh Thánh ghi nhớ của chúng ta ngày hôm nay đó là: Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự thương yêu của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 13. Các em ơi, thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương phải chào tạm biệt các em thôi. Xin chào tạm biệt và chúc các em ngủ ngon.